Hai mọi người, lại là tôi đây. Trưa nay chúng ta sẽ ăn món cá mè dinh chiên rồi, chiên tôm rồi, với móng kho rồi, thịt ba chỉ với cà tím mọi người, với đu đủ mắm mọi người, với cà tím xào dầu mọi người, cà tím xào dầu hành, ăn kèm với bắp cải trắng mọi người, dưa leo với hành lá mọi người, tráng miệng có mứt dừa bưởi mọi người. Như bắp mọi người, bắp luộc mọi người, như chuối mọi người, chuối xin chuối xuyên chín. Cá mè dinh mọi người, cá mè dinh chiên mọi người. Bây giờ này giữ cà tím mọi người, cà tím xào mọi người, cà tím xào dầu, cà tím xào dầu thôi. Món này món kho mọi người, món kho thịt ba chỉ với cà tím mọi người. Nè đu đu mắm mọi người, đu đu mắm mọi người. Mùi mắm bay đúng thơm mọi người. Cơm mọi người. Hai trái bắp mọi người. Bắp luộc mọi người, bắp nếp thấp mọi người. Bắp cải trắng dưa leo mọi người, dưa hành lá với lá xề non mọi người. Nước mắm mặn mọi người, mắm trần tỏi ớt. Này chuối mọi người. Chú lại xem chú sư chuối mọi người. Ngưng mua đồ đi nha. Chiều tiền đám thiệt. Này còn chiều. Mứt vỏ bưởi mọi người. Chân không mọi người, chân không mình xương. Chả đá mọi người, chả đá mọi người, chả tắm Thái Nguyên mọi người. Bốn đổ mà mọi người ăn cơm cơm luôn rồi này cấp điện luôn rồi hôm nay ăn cơm tối luôn rồi. Ta mới dinh là chiên giòn rồi, đúng giòn. Cà tím dầu dầu hành ngon rồi, cà xoăn nhiều ngon rồi, thêm mắm kho rồi, này các ăn cho hết mắm kho rồi, còn thịt với cà nhiều rồi, mắm đúng ngon rồi.
đá không à? Đậu đá. Để dắt mấy cái thật để chạy ăn mình phải thấy mà tôi cũng ăn hết mà. Ngon quá. Chưa sự sống phải lo luôn. Sao mà dinh chiên làm khấu mà đồ đồ mắm mà. Xong đúng giờ mà. Cái mây dinh này ở ngoài giòn mà, nhưng mà trong còn ở ba mấy con nãy mà nó bị khô quá mà. Ở trong nó vẫn còn nước không mà nó đang ngon mà. Chú giờ ăn rồi. Giấc chưa lắm rồi. Bài ăn nhiều vậy chứ không? Ăn không nhiều mà. Bài nhiều ăn không nhiều. Có cái tối lắm rồi. Ngâm nhẹp. Tối giống như dùng hết luôn rồi. Nào còn dư còn nhiều luôn rồi. Ăn nhiều đồ ăn nhiều chút luôn rồi. Ăn mồi nhiều chút. Không có mấy rồi. Ăn nhiều hết luôn rồi. Đang đi sau cũng muốn mới rồi.
thường là vậy mà. Chứ để bữa sau ăn nữa cái hơi bị giỏi mà. Nhìn mắm nè, giống như đặt trên luôn rồi. Hơi đặc biệt. Như nóng nấu đúng không vậy mà, ăn thấy ngon. Mất giờ bữa ngon rồi. Mình có mấy cọng dâu bắp luôn rồi. Bắp này lọc sạch sẽ hết luôn rồi. Giờ chỉ cần ăn thôi luôn rồi. Khoai mấy con lọc. Bắp nếp luôn rồi. Bắp nếp hết. Đúng dẻo luôn rồi. Dễ dàng. Đó. Bánh nếp này nấu với mồng tơ không rồi, nghe ngon không nó tám luôn rồi, có nhà trưng hai cái bắp luôn rồi, hai ba nó chắc ăn như bắp luôn rồi. Nhưng mà dựng cái cây hai cây nó hơi ghê mua, giống như mấy cây mới làm thì giờ tôi mã không à, dựng cây hai cây gì không nhớ. Tình cá bắp luôn rồi. Có mấy cọng dâu mà mấy dâu bắp uống mát mà không có gì thơm nhẹ mà. Nhớ như cô làm uống rồi nhà ai trong ngon mà mấy mấy kẹo dài ngon cùng lê gái ngon. Này à, chả tắm luôn à, chả tắm Thái Nguyên luôn à. Loại nhuyễn như tắm luôn à. Bây giờ tôi kêu chả tắm luôn à. Thơm luôn à, ngon. Cơm ngon luôn à. Cá mì dính chiên đúng giòn luôn à. Giòn ngon luôn à. Mắm đúng thơm luôn à. Thơm ngon, còn đây à. Cà xào cái này thích luôn rồi, ngon luôn rồi, nó thấm luôn rồi, ngon. Trong cơm ngon rồi. Chào tạm biệt mọi người nhé. Chúc mọi người có một bữa tối thật là ngon miệng và có một đêm thật là chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người có một bữa trưa thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người. Cơm ngon mọi người.